Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình sẽ có mẫu xe đạp địa hình XDS Romanxi 500, một mẫu xe đạp cấu hình rất là cao mà em mới nhập về sáng nay. Bộ cấu hình là Shimano DOG và bộ giảm sóc hơi, và toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Hôm nay em về cái tông màu đen cam, các bạn thấy đây cực kỳ là đẹp. Đó, nước sơn rồi các thứ, xe này còn rất là mới, xe là nguyên zin nguyên bản hết. Các bác nhìn tổng thể của chiếc xe về cái độ đẹp nó còn tương đối là tốt, do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là trên khung nó xuất hiện những cái vết xước, những vết xước xăm mà không thể tránh khỏi. Còn là về tổng thể của chiếc xe thì như các bác thấy là líp và xích này, và tất cả những cái màu sơn của chiếc xe thì nó còn được tương đối là đẹp. Thương hiệu XDS, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng để cho các bác chơi xe hay là mới tiếp cận đến xe đạp thì sử dụng cái thương hiệu này cực kỳ là tốt. Thương hiệu mà luôn cho ra đời những chiếc xe mà cấu hình rất là cao, cấu hình cực cao, và cái giá cả trên thị trường nó cũng rất là tốt. Mang về chiếc xe XDS Romanxi 500 trang bị bộ cấu hình DOG giảm sóc hơi và đang bán tại cửa hàng mức giá chỉ có là 9.900.000, cực kỳ hợp lý cho một chiếc xe cấu hình đẹp như này. Toàn bộ đồ thì nguyên zin nguyên bản, sử dụng bộ rúp chuyển động DOG. Rúp này là rúp Dilafit, một cái dòng mới, một cái dòng đời mới của Shimano lên những cái trang bị lên những cái này, những cái công nghệ Dilafit rất là đẹp đúng không ạ? Bộ đùi trục rỗng theo xe này, giảm sóc hơi cũng nguyên zin theo xe. Đến phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe cũng được trang bị bộ tay phanh dầu của Techo, bộ tay bấm của Shimano DOG với 10 tầng líp và 2 tầng đĩa cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 38 cm, từ khóa yên cái tâm cổ phốt 54 cm. Thì chiếc xe này có cái size nó khá là nhỏ, cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70-75 phù hợp. Sử dụng bộ líp 10 tầng cộng với cả là 2 tầng đĩa, chuyển động cực kỳ mượt mà. Thì các bác có thể thấy trên hình này, rất là mượt mà. Cái giá bán của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video chỉ có là 9.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.